Trước khi được biết đến là một ca sĩ thuộc dòng nhạc indie, Madihu là nhà sản xuất âm nhạc đứng sau rất nhiều bài hit lớn như Trời hôm nay nhiều mây cực, Đen vâu và Mùa hè của em, Vũ. Ca sĩ Madihu, tên thật là Chí Phong, hiện anh đang là một nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc rất thành công trong dòng nhạc indie. Madihu sinh năm 1994, ngày 29 tháng 12, năm nay ca sĩ Madihu 31 tuổi. Madihu quê ở phường Mai Dịch và anh đang sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội. Chiều cao Madihu cao khoảng 1m72cm và anh chàng có một phong cách thời trang rất vintage cùng vẻ ngoài lãng tử. Nghệ danh của anh được đặt theo tên địa danh anh sống là Mai Dịch, Hà Nội. Trước đây, cái tên Madihu có nghĩa là Mai Dịch Hút vì anh chàng từng muốn địa danh Mai Dịch nơi anh sinh ra và lớn lên trở thành một vùng đất của âm nhạc. Nhưng sau này, anh chàng đã thay đổi nghệ danh Madihu nghĩa là Mai Dịch Human, nghĩa là con người đất Mai Dịch. Có thể thấy Chí Phong Madihu là một người rất có tinh thần yêu quê hương và tự hào về mảnh đất nơi mình được sinh ra. Ngay từ sản phẩm đầu tay Người Mai Dịch Cô Đơn, Madihu đã kịp vẽ lên một chân dung đặc biệt trong giới nhạc indie Việt Nam. Nỗi cô đơn, chất mơ màng, những chuyện yêu đương tuổi trẻ được Madihu gói lại trong thứ âm nhạc bay bổng cùng những thanh âm rực rỡ. Những bài hát của Madihu có lyric kể về chuyện tình yêu dựa trên trải nghiệm của chính bản thân. Điều này giúp người nghe những bài hát trong Madihu album hoặc list nhạc của anh chàng cảm nhận được phần nào tâm trạng của tác giả. Madihu lyric và melody đều được anh sáng tác thông qua chất bán dẫn mang tên cảm xúc. Madihu Chí Phong chia sẻ rằng nếu không dựa vào cảm xúc thì nhạc anh sáng tác ra sẽ nhạt tuệt. Madihu chia sẻ rằng trước đây anh thích nhất công việc sản xuất âm nhạc, sở dĩ anh luôn nghĩ bản thân hát dở nên không dám thể hiện những ca khúc đã viết nên. Sau này nhờ có Thành Đồng và các anh em bạn bè cùng động viên nên Madihu đã thử cầm mic lên và hát. Kết quả là có được một chàng nghệ sĩ tài hoa ở thời điểm hiện tại. Năm 2022 có thể nói là một năm có nhiều bước tiến lớn trong sự nghiệp âm nhạc của Madihu. Anh được công chúng và giới chuyên môn nhìn nhận như một người nghệ sĩ mới có hoạt động nổi bật. Sản phẩm âm nhạc Có Em với sự kết hợp giữa Madihu và rapper Lao Ji đã liên tục xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Việt Nam, Việt Nam Top, Việt Nam Miss Song. Ca khúc này được phát hành vào tháng 4 năm 2022, đến nay đã thu hút hàng chục triệu lượt xem trên kênh YouTube của Madihu. Trên kênh YouTube mang tên Madihu vào thời điểm đó có chỉ số subscriber ít 54,9 nghìn. MV Có Em đạt được lượng view khá ấn tượng, hơn 15 triệu, một giai đoạn mới đang bắt đầu với Madihu, một cái tên cũng rất mới. Giống như rất nhiều ca khúc dành cho giới trẻ hiện nay, Có Em thuộc thể loại lo-fi chill. Loại nhạc này đang vô cùng hấp dẫn với thế hệ 2K. Trong hòa âm, Có Em không có gì nổi bật mà tương đối đơn giản, dễ nghe, các sound điện tử quen thuộc, đúng chất của lo-fi. Nó tạo được hiệu quả chung là gần gũi và đậm chất chill, phần vocal khá bắt tai, nghe lạ lạ, mới mới và rất trẻ trung. Sức hút lớn nhất từ Có Em có lẽ là sự kết hợp giữa Madihu với rapper Lao Ji. Nam rapper này nổi lên từ bài Thủ đô Cypher với phong cách rap lạ, bắt tai. Lời và phong cách rap trong Có Em đánh trúng gu giới trẻ hiện nay, nó chill về giọng rap và âm nhạc thì nhẹ nhàng. Dù vậy, điểm nhấn thành công nhất trong Có Em nằm ở chính giai điệu và nội dung ca khúc. Phần điệp khúc có giai điệu rất bắt tai, trong khi ca từ đủ để đốn tim khán giả trẻ. Cũng trong năm 2022, ca khúc Vì Anh Đâu Có Biết của anh và Vũ cũng nhanh chóng trở thành hit thời điểm mới ra mắt. MV thu hút hơn 20 triệu lượt xem trên YouTube và liên tục lọt top các bảng xếp hạng âm nhạc khi mới phát hành. Thừa thắng xông lên, anh tiếp tục kết hợp với Lao Ji ra mắt ca khúc Có Khi ra mắt cuối năm 2022. Bên cạnh bản gốc được phát hành dưới dạng các đĩa đơn trước đó, sản phẩm lần này bao gồm phiên bản solo version và instrument cho cả ba ca khúc Có Em, Vì Anh Đâu Có Biết và Có Khi. Sau loạt hit ra đời, Madihu dần trở thành một cái tên quen thuộc với khán giả trẻ. Anh cũng chăm chỉ sản xuất nhạc và đầu năm 2023, lần đầu tiên Madihu xuất hiện trên sân khấu lớn của Sóng 23. Trong đoạn cắt màn trình diễn được Madihu đăng tải trên trang TikTok cá nhân, thay vì tập trung vào giọng hát thì nhiều khán giả lại chú ý đến biểu cảm ngơ vô cùng đáng yêu cùng phản ứng run bần bật của nam ca sĩ. Có lẽ đây là lần đầu tiên nam ca sĩ khi đứng trên sân khấu lớn như Sóng 23 nên có chút lo lắng và hồi hộp. Năm 2023, Madihu kết thúc hành trình âm nhạc trong một năm bằng thông điệp ấm áp qua ca khúc Để Anh Không, một tác phẩm nhẹ nhàng, an ủi trái tim cô đơn, đặc biệt là trong cái lạnh của tháng 12. Hãy cùng hiểu rõ những tâm tư mà anh đã gửi gắm trong ca khúc và chờ đợi những dự án âm nhạc sáng tạo của Madihu trong tương lai. Madihu tự nhận mình là người sống khép kín, ít khi chia sẻ chuyện riêng tư. Anh nói mình đã quá bận khi làm hết tất cả mọi thứ, từ viết nhạc phối khí và hậu kỳ nên không có nhiều thời gian sử dụng mạng xã hội. Anh tự nhủ sẽ cố gắng thay đổi để tương tác với mọi người nhiều hơn.